Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có 13 xã đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu, năm nay nhãn lồng Hưng Yên đã được tiêu thụ thuận lợi hơn. Bắc Ninh chủ động các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nơi cư mang những mảnh đời bất hạnh. Vai trò của thư viện tư nhân trong phát triển văn hóa đọc ở địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco Thái Bình với quy mô 194 ha với tổng vốn khoảng 2.132 tỷ đồng. Theo đó, nhà đầu tư của dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco Thái Bình. Dự án có quy mô 194 ha được thực hiện trong 50 năm tại các xã An Thái, An Ninh, An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với tổng nguồn vốn khoảng 2.132 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là gần 320 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng là hơn 1.812 tỷ đồng. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất của địa phương, quy hoạch đê điều và quy hoạch liên quan khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng phải tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan. Thành phố Nam Định có gần 30 nhà chung cư cũ từ 2 đến 5 tầng trên địa bàn phường Trần Đăng Ninh, Lăng Tĩnh, Bà Triệu, Cửa Bắc. Đây là nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với trên 1.100 căn hộ và khoảng 3.000 nhân khẩu đang sinh sống. Nhằm thúc đẩy quá trình cải tạo, xây dựng mới, tiến tới quản lý hiệu quả việc vận hành và sử dụng các khu chung cư trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành khẩn trương hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 tại các phường có các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố và tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ban ngành tạo lập quỹ nhà ở để bố trí tái định cư, tạm cư và tổ chức di rời các hộ gia đình đang sinh sống tại các nhà chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm cần phải dỡ bỏ để xây dựng lại. Hiện tại, thành phố Nam Định đã bố trí đất ở mới là đất nhà ở xã hội với diện tích hơn 3 hectare thuộc khu tái định cư khu vực chùa thôn Phúc Trọng, xã Mỹ Xá và khu bãi Viên, xã Lộc Hòa. Các ngành chức năng và doanh nghiệp đang nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố, tiến hành các thủ tục cần thiết để lập quy hoạch chi tiết 1 trên 500 của dự án. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có 13 trên tổng số 23 xã thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn châu Phi mới, đủ điều kiện công bố hết dịch. Huyện Gia Lộc khuyến cáo 13 xã mặc dù đã đủ điều kiện công bố hết dịch, nhưng không vì thế mà chủ quan lơ là mà cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng dịch, bởi các xã đều vẫn đang nằm trong vùng khống chế dịch vì các xã vùng lân cận vẫn còn dịch. Đối với người dân, chưa nên tái đàn chăn nuôi lợn tại thời điểm này mà nên chuyển đổi sang chăn nuôi vật nuôi khác theo phương thức giãn đàn trên cơ sở tính toán cân nhắc yếu tố cung cầu trên thị trường. Đối với những xã chưa đủ điều kiện công bố hết dịch, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc việc tiêu độc khử trùng và vệ sinh chuồng trại. Nhằm nâng cao kiến thức, hướng dẫn người chăn nuôi thực hành chăn nuôi tốt theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng các chế phẩm vi sinh nhằm hạn chế việc sử dụng kháng sinh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã triển khai mô hình tổ hợp tác chăn nuôi gà ti theo hướng an toàn sinh học tại xã Phú Long, huyện Nho Quan. Tổ hợp tác được thành lập với 15 thành viên, trong đó có 6 thành viên thuộc hộ nghèo, 9 thành viên thuộc hộ cận nghèo tại xã. Tại hội nghị, bên cạnh được nghe kỹ sư tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về quy trình chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, chú ý về khử trùng chuồng trại, lựa chọn thức ăn, tuân thủ lịch tiêm phòng cho đàn gà theo quy định. Mỗi thành viên trong tổ hợp tác cũng đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 200 con gà giống 12 ngày tuổi đã được uốm và tiêm phòng bệnh, 150 kg cám gà hữu cơ, tổng giá trị 160 triệu đồng. Đây là một hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ đã tạo cho người chăn nuôi có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh, có phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho bản thân người dân và cộng đồng xã hội. Hoạt động này cũng định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng tập trung an toàn, bền vững và quản lý dịch bệnh, tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.
Theo báo cáo của ngành chuyên môn, trong 2 năm gần đây, diện tích sản xuất rau củ quả ở Hà Nam tiếp tục được mở rộng, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện nay, các địa phương đã xây dựng được 63 mô hình sản xuất rau củ quả và cây dược liệu, 12 mô hình cây ăn quả. Riêng cây ăn quả có 12 mô hình quy mô từ 2 hecta trở lên với tổng diện tích trên 84 hecta sản xuất cam đường canh, bưởi diễn, chuối ngự, chanh tứ quý, v.v. đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát diện tích đất nông nghiệp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó nhiều diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và rau củ. Mục tiêu phấn đấu trong những tháng cuối năm, mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất một mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô từ 5 hectare trở lên, 6 mô hình có quy mô từ 3 hectare trở lên và 5 mô hình có quy mô từ 1 đến 3 hectare để trồng rau củ quả và hoa. Tuy nhiên, để phát triển hiệu quả các mô hình sản xuất rau củ quả, các địa phương cần xem xét kỹ lưỡng để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đối với những vùng có thể phát triển sản xuất rau củ quả, có cơ chế khuyến khích các hộ tham gia thực hiện mô hình, đồng thời tăng cường liên kết với các cơ sở doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhờ các hoạt động quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ được UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức trong mấy vụ nhãn vừa qua đã góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu của loại quả đặc sản nhãn lồng Hưng Yên, đồng thời việc tiêu thụ cũng thuận lợi hơn. Đây là năm thứ ba liên tiếp hàng loạt sự kiện quảng bá tiêu thụ nhãn được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương tổ chức. Từ đó, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trồng nhãn áp dụng theo quy trình Việt Gáp đã ký kết được đơn hàng cung cấp nhãn cho hệ thống siêu thị bán lẻ, cũng như trên các chuyến bay của một số hãng hàng không trong nước. Năm nay, ước sản lượng nhãn toàn tỉnh đạt trên 32.000 tấn quả, tập trung ở thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu. Một số diện tích tại thành phố Hưng Yên đã cho thu hoạch từ nhiều ngày nay. Khoảng 15 ngày nữa, các diện tích nhãn ở thành phố Hưng Yên sẽ bước vào thu hoạch rộ. Do sản lượng nhãn thấp hơn so với vụ trước, nên giá bán năm nay khá cao. Nhiều nhà vườn đã được đặt mua trước dù chưa đến thời điểm thu hoạch. Như ngày hôm nay là nhà tôi cắt 3 tạ. Đấy, bây giờ là giá bán 40 ở 45. Nhưng còn hôm đầu mùa là 50, 55. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Năm 2016, ba xã của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là Thanh Bính, Tân An và thị trấn Thanh Hà đã được công nhận là xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Để đánh giá lại chất lượng sau 3 năm được công nhận theo quy định, huyện đã thành lập đoàn chấm điểm và kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các văn bản theo quy định. Kết quả chấm điểm lần lượt của trạm y tế xã Thanh Bính, Tân An, thị trấn Thanh Hà đạt 91,5, 89 và 89,5 điểm. Với số điểm này, cả 3 trạm y tế đều đạt yêu cầu. Huyện Thanh Hà đã lập hồ sơ và đề nghị các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân tỉnh, phúc tra và công nhận lại. Ngoài 3 xã trên, năm 2019, huyện có kế hoạch xây dựng thêm 4 xã, gồm Quyết Thắng, Liên Mạc, Trường Thành và Thanh Hồng đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Thưa quý vị và các bạn, đợt cao điểm dịch sốt xuất huyết hàng năm thường rơi vào thời gian từ tháng 9 đến tháng 11. Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 7 năm nay, dịch bệnh này đã có chiều hướng phức tạp. Để chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh bùng phát thành dịch và lây lan, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, hạn chế thấp nhất số ca mắc trên địa bàn. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 77 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 32 trường hợp so với cùng kỳ. Trong đó có 27 trường hợp dương tính với virus dengue, cao hơn cùng kỳ năm trước 10 trường hợp. Địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là huyện Thuận Thành 22 trường hợp, Tiên Xu 16 trường hợp. Tính riêng trong tháng 7, ngành y tế đã ghi nhận 19 trường hợp, trong đó 5 trường hợp dương tính với virus dengue. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, thời tiết nắng, mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi mang bệnh sốt xuất huyết lưu hành, vì vậy tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch cao. Với cái vấn đề như hiện nay thì chúng tôi tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết theo kế hoạch, và để phòng chống được cái nguy cơ bệnh dịch sốt xuất huyết lan rộng thì cũng rất mong muốn đề nghị người dân phối hợp với ngành y tế trong cái việc phòng chống bệnh này. Thời gian tới, dự báo số ca mắc mới sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, để ngăn bệnh bùng phát thành dịch như năm 2017, các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo triển khai hoạt động diệt loang quang bọ gậy trên địa bàn, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho cộng đồng về phòng chống sốt xuất huyết. Tuy nhiên, biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là chủ động phòng chống bệnh
bằng cách diệt loang quang bọ gậy và nằm màn chống muỗi đốt. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, chùa Linh Ứng ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được nhiều người nhắc đến như một địa chỉ đỏ cơ mang những mảnh đời bất hạnh. Hàng trăm trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa đã được nuôi dưỡng dưới mái nhà chung ấm áp này. Sinh non, bị dị dạng, mắc nhiều bệnh nặng, bị bỏ rơi trước cổng chùa Linh Ứng ngay khi mới lọt lòng mẹ. Bé Lê Thị Gái yếu ớt, tưởng chừng khó có thể vượt qua. Bằng tấm lòng từ bi, nhân ái, ni trưởng Thích Đàm Bích đã cùng mọi người trong chùa giúp bé trải qua nhiều ca phẫu thuật chỉnh hình, vượt lên số phận. Bé Lê Thị Gái là một trong 20 trẻ mồ côi và hàng chục người già không nơi nương tựa đang được cưu mang, chăm sóc tại nhà từ thiện của chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu. Tôi đến đây từ lúc 5 tuổi được cụ chùa nuôi và cưu mang cho ăn đi học ạ. Và cụ rất thương yêu như mẹ hiền của chúng tôi ạ. Tôi cụt chân xong tôi ốm quá, tôi yếu quá, vậy xong là cụ tôi đón về đây cụ tôi nuôi. Bản thân của thầy là cũng là một cô cha mẹ từ nhỏ, cũng 13 tuổi là thầy tới chùa Linh Ứng, là thầy xuất gia ở đây, cho nên là thầy cũng có cái cảm nhận là những cái người cô nhiễm như mình, khổ sở như mình lúc nào trong tâm nguyện cũng thương các cháu và cũng thương những người xa cư nữa vậy. Để có thể chăm sóc nuôi dạy các cháu ăn học, ngoài sự trợ giúp hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các sư trong chùa cũng phải tham gia sản xuất, tự thân vận động để chăm lo cho gần 40 con người đang nương nhờ cửa Phật. Ngoài một mẫu ruộng trồng rau củ, mùa nào thức nấy, nhà chùa còn mở xưởng làm nước tinh khiết đóng chai, vừa tạo việc làm cho các cháu sau này, vừa bán nước có thêm kinh phí làm từ thiện. Trong năm chủ trì cái chùa Linh Ứng này thì chúng tôi đánh giá rất cao về cái công tác từ thiện của thầy ở đây. Thì từ những cái làm cái việc nhỏ nhất là những cái thu gom những cái trường hợp bất hạnh và đấy và đưa về đấy. Mà đối với chính quyền địa phương chúng tôi thì chủ yếu là tạo mọi điều kiện để cho thầy ấy còn về hỗ trợ về những các kinh phí thì chúng tôi không có, mà thầy tự lo đấy, và chỉ hỗ trợ về cái pháp lý hoặc là những cái công ăn việc làm, những người ở đây người ta đến thì họ có đăng ký các thứ thì chúng tôi tạo điều kiện cho để thầy làm. Ngoài việc nhận nuôi, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn, hàng năm chùa Linh Ứng còn ủng hộ đồ dùng học tập cho một số trường mầm non của thị trấn Thịnh Long, tặng quà Tết cho các gia đình nghèo, phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân thị trấn và các địa phương khác, vận động xây nhà từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện nhân đạo, chùa Linh Ứng đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Khuyến học Việt Nam. Mới đây tại nhà văn hóa khu phố Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, Ban đại diện người cao tuổi tỉnh tổ chức ra mắt câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh. Câu lạc bộ hiện có 55 hội viên đến từ các câu lạc bộ hát chèo của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trực thuộc nhà văn hóa thể thao, ban đại diện người cao tuổi tỉnh. Được thành lập với mục đích thu hút tập hợp những người có đam mê, nhiệt huyết với bộ môn hát chèo để tham gia sinh hoạt, tập luyện, biểu diễn, đào tạo và truyền dạy những kỹ năng cơ bản của bộ môn, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát chèo truyền thống đặc sắc ở địa phương. Với nhiệm kỳ của ban chủ nhiệm là 3 năm, câu lạc bộ có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định có liên quan, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình, tự bảo đảm kinh phí hoạt động của câu lạc bộ. Với việc câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh được thành lập cũng sẽ góp phần làm đa dạng nét đẹp văn hóa của con người Bắc Ninh, Kinh Bắc, cổ vũ cho phong trào tuổi cao gương sáng được lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ đọc sách của học sinh Thái Bình còn thấp, các thư viện phải đi tìm bạn đọc và không có sức hút đối với nhiều độc giả, thì vẫn có những thư viện tư nhân đang đóng góp đáng kể cho sự phát triển văn hóa ở địa phương. Đây là những hình ảnh được ghi lại từ thư viện cô giáo Thúy. Những ngày hè như thế này, thư viện Thảo Hưng tiếp đón hàng chục học sinh và cả các bác cao tuổi đến đọc sách và mượn sách miễn phí. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng thư viện tư nhân Thảo Hưng đã phổ biến rõ quy chế đọc và mượn sách, nên mọi người đến với thư viện rất trật tự và tự giác. Tôi thấy là gia đình đây là tạo cái không gian đọc
rất là phong phú. Tôi cảm thấy là gia đình đã đầu tư từ cái điện nước rồi là ánh sáng rồi cái điều kiện phục vụ các cháu. Khi thư viện chưa mở thì con thường đi chơi game và xem tivi. Và sau khi thư viện mở thì con thấy là thư viện giúp cho con nhiều kiến thức hơn. Mới đầu chỉ có vài trăm cuốn sách, nhưng chị Thúy đã sưu tầm sách từng ngày và đến nay đã lên tới 2.000 cuốn với đủ các thể loại, văn học, khoa học, nghệ thuật, sách tham khảo và có cả truyện tranh thiếu nhi. Sách thì mới dạy cho chúng ta được nhiều điều, nên là mong muốn của tôi lớn nhất là lan tỏa được cái văn hóa đọc đến tất cả mọi người và nhất là thế hệ trẻ. Và cái điều mà tôi ấp ủ từ lâu rồi là làm cái điều gì đó cho quê hương. Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học, chị Thúy đã nổi tiếng là cô bé ham đọc sách. Và giờ đây, chị nỗ lực để xây dựng một thư viện tư nhân không chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc của mình, mà còn muốn san sẻ kho tri thức ấy với những người dân quê mình. Mong muốn lớn nhất của tôi đó là có nhiều đầu sách, có nhiều thể loại sách để cho các bạn đọc mà có đủ sách để đọc. Tôi thì thứ nhất là cũng một là mình vận động anh em, bạn bè, rồi là các tổ chức mà mình quen biết, người ta gửi sách về để giúp đỡ thư viện. Thư viện tư nhân Thảo Hưng đã là một việc có ý nghĩa xã hội sâu sắc, vừa góp phần củng cố văn hóa đọc, đem lại niềm vui lành mạnh, tri thức bổ ích cho bao người. Thời gian qua, ngành xây dựng Ninh Bình đã phối hợp với các ngành các cấp triển khai thực hiện kế hoạch số 85 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xóa bỏ lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh. Sau một năm thực hiện đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng năm 2016, toàn tỉnh có 93 lò vôi thủ công và lò vôi thủ công liên hoàn. Đến nay, về cơ bản, các lò vôi thủ công đã được xóa bỏ theo lộ trình. Cụ thể, trên địa bàn các huyện Yên Mô, Yên Khánh đã xóa bỏ hoàn toàn các lò vôi thủ công trước thời hạn quy định. Trên địa bàn thành phố Tam Điệp và huyện Gia Viễn, còn một số ít các lò thủ công liên hoàn đang hoạt động và theo lộ trình đến năm 2020, các lò vôi này sẽ xóa bỏ hoàn toàn. Trong quá trình thực hiện, ngành xây dựng đã tích cực phối hợp cùng các sở ban ngành và các địa phương tổ chức tuyên truyền về tác hại của lò vôi thủ công đối với môi trường và đời sống xã hội, đồng thời phổ biến và hướng dẫn các chính sách của nhà nước, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vôi công nghiệp tại các vị trí được quy hoạch. Sở Xây dựng đã tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng đối với các dự án sản xuất vôi để đảm bảo các dự án đầu tư phải sử dụng lò nung theo công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm tài nguyên và đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và các địa phương nên tình trạng xe quá khổ quá tải giảm đáng kể. Tuy nhiên, vào một số thời điểm, một số nơi vẫn để xảy ra tình trạng xe quá khổ quá tải, lén lút hoạt động. Qua ghi nhận trên một số tuyến đường như quốc lộ 39, đường 387, 376, 386 và đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, vẫn xảy ra tình trạng xe ô tô chở vật liệu xây dựng lén lút hoạt động. Các phương tiện này thường chạy rất nhanh để đất đá rơi vãi gây mất trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua đã có một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người liên quan đến xe ô tô chở quá tải trọng. Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã xử lý gần 630 trường hợp xe chở quá tải trọng với số tiền xử phạt gần 10 tỷ đồng. Trước tình trạng xe quá tải vẫn lén lút hoạt động, đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.